Kính thưa quý vị các bạn thân mến, sau đây mình xin tiếp tục trình bày phần thứ hai được trích dẫn trên báo Nhân Dân, trang nhà Quảng Đức. Hội đồng quân dân cách mạng, hàng triệu dân miền Nam nói chung, trong các tôn giáo nói riêng, quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, Kitô giáo, Tam giáo, tất cả các cấp từ trung ương đến địa phương đều thấy biết chấp bu của Hội đồng quân dân cách mạng đều là tướng tá các cấp trong Tam giáo, do Đại tướng Dương Văn Minh làm chủ tịch, có lời hiệu triệu kêu gọi toàn quân binh chủng tham gia cách mạng. Nhưng những tướng tá các cấp cần lao Kitô giáo ngồi im và có hành động chống lại, tức thì liền bị bắn chết ngay. Như đại tá Quyền cần lao Bộ Tư lệnh Hải quân bị bắn chết trên xa lộ do không tham gia chống lại Hội đồng quân nhân cách mạng. Nói rõ hơn, tướng tá gốc cần lao Thiên Chúa không ai lên tiếng xin tham gia, đánh điện ủng hộ. Đến khi nghe đại tá Quyền bị bắn chết, liền gọi điện thoại đánh công điện về Bộ Chỉ huy cách mạng xin tham gia, nói lời ủng hộ, nhưng tất cả đều giả vờ không thật lòng, là ý tưởng chung của các ông cần lao. Họ đã hội kiến với nhau với các giới Kitô trong nhà thờ ngoài xóm đạo, là cứ giả theo để rồi sau đó đồng loạt vùng lên đảo chính lật đổ, tái lập chế độ Diệm. Đúng thật, bản thể cách mạng chào đời mới được 3 tháng, ngày 11, 12 đến tháng 1 năm 1964. Quá non trẻ đã bị một số tướng tá cần lao và các giới Kitô giáo tại Hố Nai, Gia Kiệm, Biên Hòa, Sài Gòn thay nhau thực hiện nhiều cuộc đảo chánh, biểu tình, thô lỗ, tục tằn liên tiếp từ tháng 1 năm 1964 đến tháng 7 năm 1965. 7 tháng 5 ngày được thấy rõ sau đây. Cần lao biểu tình thô bạo ngày 30 tháng 1 năm 1964, tướng cần lao Nguyễn Khánh làm cuộc chỉnh lý và lật đổ chính phủ Nguyễn Ngọc Thơ, bắt hết các tướng tá của Hội đồng Dương Văn Minh nhốt lại tại Đà Lạt, Sài Gòn. Ngày 13 tháng 9 năm 1964, một cuộc đảo chánh do hai tướng Lâm Văn Phát, Dương Văn Đức và một số đoàn thể Kitô giáo yểm trợ nhưng không thành. Ngày 19 tháng 2 năm 1965, cũng là tướng cần lao Lâm Văn Phát, cần lao Nguyễn Bảo Kiếm và đại tá Cộng sản Việt Nam Phạm Ngọc Thảo làm cuộc đảo chánh với sự tiếp tay của một số đoàn thể Kitô giáo, nhưng không thành. Nếu cuộc đảo chánh này thành công thì miền Nam Việt Nam bị mất vào lực lượng Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam và Cộng sản Việt Nam Hà Nội vào mùa hè năm 1965, không đợi đến 30 tháng 4 năm 1975. Ngày 20 tháng 5 năm 1965, một cuộc đảo chánh hụt. Ngày 25 tháng 5 năm 1965, lực lượng đại đoàn kết của Kitô giáo biểu tình chống chính phủ Phan Huy Quát. Ngày 7 tháng 6 năm 1965, một đoàn người Thiên Chúa giáo ồ ạt vào dinh Gia Long gặp quốc trưởng Phan Khắc Sửu, bày tỏ bất tín nhiệm chính phủ Phan Huy Quát. Đám biểu tình, đám chiếm dinh Gia Long la hét náo loạn, ăn uống vất đồ bừa bãi như chỗ không người. Tất cả các cuộc đảo chính đều bị tòa đại sứ Mỹ Sài Gòn phủ nhận, không ủng hộ. Đại Việt Thiên Chúa đảo chánh. Số sĩ quan Thiên Chúa Đại Việt làm đảo chánh tướng Khánh vào ngày 13 tháng 9 năm 1964. Họ chiếm đài phát thanh Sài Gòn, đọc bản tuyên ngôn ca ngợi Tổng thống Ngô Đình Diệm, đòi tái lập đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa. Cuộc đảo chánh không thành do tướng Westmoreland, Hoa Kỳ làm áp lực với tướng Dương Văn Minh, là tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn, không ủng hộ cuộc đảo chánh. Lần nữa, tướng cần lao Lâm Văn Phát và đại tá Phạm Ngọc Thảo, tình báo Cộng sản Việt Nam, chiêu hồi giả theo đạo Chúa, được giám mục Ngô Đình Thục đỡ đầu, rồi giới thiệu với Tổng thống Diệm cùng với lực lượng Thiên Chúa giáo Sài Gòn, Biên Hòa hợp nhau làm một cuộc đảo chánh chính phủ Phan Huy Quát
vào ngày 19 tháng 2 năm 1965. Sau 5 tháng, thêm lần nữa vào ngày 20 tháng 5 năm 1965. Sau 3 tháng, Tập đoàn Thiên Chúa Giáo Hồ Nai Biên Hòa kéo về Sài Gòn làm đạo chánh chính phủ Phan Huy Quát, xong vào Dinh Gia Long ám sát Hục Phan Huy Quát vì cho rằng ông Quát là người của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Đến ngày 27 tháng 5 năm 1965, 7 ngày sau, lực lượng Đại đoàn kết Thiên Chúa Giáo Sài Gòn biểu tình chống chính phủ Phan Huy Quát ghê tởm hơn. Lần cuối này do một số chính khách chính trị Thiên Chúa Giáo Sài Gòn và các nơi hợp nhau vào Dinh Gia Long xin ý kiến quốc trưởng Phan Khắc Sửu với lời lẽ thô bạo bất tín nhiệm Thủ tướng Phan Huy Quát. Sau đó lực lượng Thiên Chúa Giáo cả trong lẫn ngoài biểu tình la hét chiếm Dinh Gia Long nhiều giờ. Họ ăn uống ngồi la liệt, vứt rác bừa bãi khắp nơi như chỗ chợ đời vào ngày 7 tháng 6 năm 1965, sau một tháng. Trước những hiện tượng biểu tình thô bạo bạo động xông tới quậy phá ám sát ông Quát của giới cần lao Thiên Chúa Giáo trong và ngoài quân đội, khiến cho Thủ tướng Phan Huy Quát chán ngán, quyết định rời khỏi chức vụ thủ tướng, trao quyền lại cho quân đội vào ngày 12 tháng 6 năm 1965, sau 5 ngày. Nội các quân Việt ra đời vào ngày 19 tháng 6 năm 1965, sau 7 ngày quân đội giao quyền cho tướng Nguyễn Chánh Thi, tướng Thi giao quyền lại cho tướng Kỳ, tướng Kỳ làm chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương, tướng Thiệu làm chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia cần lao Nguyễn Văn Thiệu trong vai trò chủ tịch Ủy ban Lao động Quốc gia Liên đoàn Quốc gia, ký sắc lệnh cho các thuộc hạ cần lao và trong ngoài quân đội tổ chức bầu cử quốc hội. Sắc lệnh ký vào ngày 12 tháng 4 năm 1966 đến ngày 16 tháng 8 năm 1966. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ra thông báo tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội lập hiến. Vì tất cả Phật tử có điều kiện ra tranh cử đều bị vô hiệu hóa, bị bắt nhập ngũ hoặc ở tù vì tranh đấu vận động bầu cử quốc hội lập hiến. Còn những người chống bầu cử quốc hội lập hiến của Phật giáo phần nhiều là các tổ chức Thiên Chúa Giáo giờ đây ra tranh cử quốc hội liên hiệp, được tổ chức vào ngày 11 tháng 9 năm 1966. Cùng ngày này, tổ chức Liên Tôn ra thông cáo lên án chính phủ Nguyễn Cao Kỳ tham nhũng, luật bầu cử quốc hội lập hiến phản dân chủ. Ngày 21 tháng 10 năm 1966, Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị phân hóa thành hai: Việt Nam Quốc Tự và Ấn Quang Như Án Mây Bay Tâm Đức, từ trang 287 đến 291. Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ra đời vào ngày 4 tháng 1 năm 1964. Bị Thiệu Kỳ cho đông lạnh. Bên Việt Nam Quốc Tự có hiến chương mới, đến khi Tổng thống Thiệu được đắc cử nhiệm kỳ 2 do đọc diễn ngày 30 tháng 10 năm 1971. Tổng thống Thiệu cho người đến gặp mà Hòa thượng Trí Quang, nhà ý xin trả hiến chương. Chuyện này được Hòa thượng Trí Quang ghi rõ lại trong tập mà tiểu truyện tự ghi của ngài. Nói rõ hơn, Việt Nam Cộng Hòa của hai đời Tổng thống Diệm và Thiệu là nước Thiên Chúa Giáo La Mã, lịch sử ác. Do vì xây dựng nước Thiên Chúa Giáo trên mảnh đất miền Nam Việt Nam, là nơi có tôn giáo lớn cổ truyền lâu đời của dân tộc, đó là Phật giáo có tín đồ cao nhất với con số 80%, cho nên anh em ông Diệm mới cai trị dân miền Nam bằng cảnh sát, trong đó có 13 tổ chức công an, mật vụ và các công vụ để bắt ép dân miền Nam tam giáo cải đạo, chứ chẳng phải để chống cộng sản. Vì không nhắm vào chống cộng, họ đã chiêu dụ những cán binh cộng sản chiêu hồi, họ liền ra chiêu hồi giả, sau đó họ được các linh mục đem vào nhà thờ rửa tội theo đạo Thiên Chúa, đưa vào Dinh Độc Lập và các cơ chế chính phủ chính quyền. Chính những cán bộ cộng sản Việt Nam này đã phá vỡ toàn bộ cơ cấu đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa vào mùa xuân năm 1975, gọi là gãy ông đập lưng ông, nuôi ông tay áo. Những ai lâu nay vì quá si mê ám độn nên đã nói rằng
để nhị Việt Nam Cộng Hòa bị tan hàng là do Phật giáo theo Cộng sản. Hãy sáng suốt lại đi, đừng u mê nữa. Sáng suốt mới thấy anh, em, ông Diệm Cần Lao, Linh Mục Thiên Chúa Giáo Việt Nam cấu kết với Cộng sản Việt Nam, để rồi bị Cộng sản Việt Nam giải thể Việt Nam Cộng Hòa, đúng như Mỹ đã thấy mất Nam Việt Nam ngay từ cuối năm 1961. Lỗi lớn là do chế độ Diệm. Theo tài liệu Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, ký hiệu NSAM 263 Hồ sơ mật năm 1963, đang 244, ở nhan đề Mỹ đã thấy mất Việt Nam từ cuối năm 1961, lỗi lớn là do chế độ ông Diệm. Ngạn ngữ Việt Nam có câu hổ phụ sanh hổ tử, hay rau nào sâu nấy, cha nào con nấy. Đúng thật, ông Diệm đã gây cái tội lớn là đàn áp Phật giáo để độc tôn đạo Thiên Chúa của ông, không lo chống Cộng sản Việt Nam, nên chỉ bị Hoa Kỳ thay ngựa giữa dòng. Đến đời đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, Tổng thống Thiên Chúa Nguyễn Văn Thiệu, các tướng tá Cần Lao, viên chức chính phủ, chính quyền gốc Thiên Chúa không lấy đó làm gương, cùng nhau đi lại viết vết xe đổ của ông Diệm. Trong đó vừa đảo chánh vừa gây vô số hành động khủng bố, hăm dọa ra mặt, ẩn tàng hành động ám sát một cách quyết liệt, đầy áp lực bạo động, không nương tay đối với những ai lên nắm chính quyền Việt Nam Cộng Hòa mà không phải là người tín hữu Thiên Chúa Giáo. Như vậy là nhằm vào cho một mà đích cướp lại chính quyền, toàn là người của họ, để phục hưng chế độ Diệm, chế độ chuyên xây dựng lại nước Chúa Việt Nam Cộng Hòa, đã khiến cho quốc trưởng Phan Khắc Sử, thủ tướng Phan Huy Quát trong chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã nhìn ra mình không phải là tín hữu Thiên Chúa Giáo thì không thể cầm quyền điều hành chính thể Việt Nam Cộng Hòa được. Nếu cương quyết ngồi trên ngai, trên hai ghế quốc trưởng, thủ tướng đó ắt sẽ bị Thiên Chúa ám sát tiếp, vì cụ Phan Huy Quát đã bị nhóm Thiên Chúa Hồ Nai ám sát hụt vào ngày 20 tháng 5 năm 1965. Do vậy, hai cụ liền từ chức giao quyền lại cho quân đội. Sau khi được nghe hai cụ Phan từ chức giao quyền lại cho quân đội, liền có tin hành lang rằng tướng Nguyễn Chánh Thi được một số tướng tá trong Việt Nam Cộng Hòa tại Bộ Tổng Tham mưu đề nghị đứng ra thành lập chính quyền nội các mới, nên luôn ngôi vị quốc trưởng. Nhưng tướng Thi nhất quyết không nhận lời, bởi vì tướng Thi vốn là kẻ thù chung ngàn đời của các giới Thiên Chúa Giáo Việt Nam. Do quá trình đại tá đem quân dù làm cuộc đảo chính Tổng thống Ngô Đình Diệm vào ngày 11 tháng 12 năm ngày 11 và 12 tháng 11 năm 1960. Vì thế tướng Thi đơn phương đề cử tướng Kỳ thử xem sao. Tức thì tướng Nguyễn Cao Kỳ nhận lời ngay một cách mạnh dạn, không sợ Cần Lao. Nhưng tướng Kỳ khôn lanh ở chỗ là không dám mời các tướng ngoài Kitô, phải mời một mà tướng Cần Lao hợp tác mới yên thân, đó là tướng Nguyễn Văn Thiệu. Nếu không nói là trúng kế của toàn thể tín hữu Kitô giáo, thế là nội các chiến tranh ra đời vào ngày 19 tháng 6 năm 1965. Tướng Kỳ dĩ giữ chức thủ tướng bằng một cụm từ mang tính sát phạt. Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương, tướng Thiệu giữ chức quốc trưởng bằng cụm từ Chủ tịch Ủy ban Ban lãnh đạo quốc gia. Do đó lập mà tập đoàn Thiên Chúa Giáo trong quân đội và ngoài xóm đạo mới ngồi im, không biểu tình đạo chính nữa, bởi vì ý muốn của họ đã đạt được một nửa, đó là có người Kitô của họ trong chính phủ quân Việt Việt Nam Cộng Hòa, còn một nửa nữa là nắm trọn quyền lực trong tay theo kế hoạch xâm lược từng bước từ A đến Z. Từ A là đưa tướng tá viên chức gốc Cần Lao Thiên Chúa vào các cơ quan đầu não của chính phủ, chính quyền trung ương đến địa phương. Quả thật là họ đã tràn ngập khắp trong các cơ chế chính phủ, chính quyền từ trung ương đến địa phương, từ lúc còn chính phủ quân Việt cho đến nhiệm kỳ tổng thống đợt đầu vào ngày 1 tháng 4 năm 1967. Trong khi đó tướng Kỳ bị cô đơn một mình, không có phe cánh, Z là hoàn toàn Thiên Chúa Giáo hóa trong các cơ chế đầu não chính phủ,
chính quyền từ trung ương đến địa phương cũng là. Lúc mà Tấn Kỳ bị Cần Lao hất cẳng ra khỏi chính phủ, chỉ vì chỉ còn một mình ông Thiệu tự độc diễn lên ngôi vị tổng thống nhiệm kỳ 2. Ngày 3 tháng 10, Hiển Khiêm, con chim đầu đàn của đám Cần Lao tham nhũng trong chính quyền, bụi cỏ cũ đệ nhị đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn rễ con. Đúng thật, anh em Ngô Đình Diệm bị Hội đồng Quân dân Đảo Chánh lật đổ vào ngày 1 tháng 11 năm 1963, hoàn toàn không còn ai. Nhưng còn lại nhiều tướng tá Cần Lao trong Việt Nam Cộng Hòa giả vờ theo chánh phủ cách mạng Dương Văn Minh, sau đó họ cấu kết vùng lên Đảo Chánh nhiều lần đối với những ai trong các chính phủ mà không phải là người Thiên Chúa của họ. Đúng như lời người xưa nói, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, bằng không cỏ sẽ mọc lại do còn các rễ con. Quả thật nhiều tín hữu Kitô giáo trong các xóm đạo và một số tướng tá Cần Lao trong Việt Nam Cộng Hòa và tình báo Cộng sản Việt Nam cấu kết nhau từng nhóm để biểu điều binh ra giữa Sài Gòn. Điển hình rõ nét là đại tá Cộng sản Phạm Ngọc Thảo làm nhiều cuộc đảo chính gây rối loạn cách nhau một tuần, tháng, hai tháng. Cuộc đảo chính đầu tiên không tiếng súng gọi là cuộc Chỉnh Lý, do tướng Nguyễn Khánh gốc Cần Lao đem quân bao quanh tư thất các tướng trong Hội đồng Quân dân Cách mạng và bắt đem giam ở Đà Lạt và ngay tại Sài Gòn. Sau đó nhiều nhóm khác thay nhau làm nhiều cuộc đảo chánh gây náo loạn do một mà số tướng tá Cần Lao cùng với tình báo Cộng sản Việt Nam như đại tướng Phạm Ngọc Thảo trong Việt Nam Cộng Hòa chỉ đạo xuất hiện làm đảo chánh. Đúng như lời ông Võ Văn Kiệt, cựu thủ tướng Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nói: tôi thấy Thảo gặp khó khăn nên đi tìm anh để đưa về chiến khu, nhưng anh bảo vẫn còn khả năng đảo chánh để ngăn chặn đế quốc Mỹ đem quân vào miền Nam Việt Nam. Đại tá Phạm Ngọc Thảo cùng với tướng Cần Lao, Lâm Văn Phát, Nguyễn Bảo Kiếm với sự tiếp tay của một số đoàn thể Thiên Chúa giáo làm đảo chính ngày 19 tháng 2 năm 1965. Hai cuộc đảo chánh tiếp theo ngày 20 tháng 5 năm 1965, ngày 27 tháng 5 năm 1965 đều do tín hữu Thiên Chúa giáo hành động. Đến ngày 7 tháng 6 năm 1965, một đoàn thể chính trị Thiên Chúa giáo ở Sài Gòn, Hố Nai, Biên Hòa hợp nhau kéo vào Dinh Gia Long một cách ngang ngược để tìm gặp cho bằng được quốc trưởng Phan Khắc Sửu, rồi hành động biểu tình la hét chống chính phủ Phan Huy Quát vì hai cụ Phan là theo đạo thờ ông bà, có thân thiện với Phật giáo. Đám người biểu tình ăn uống vắt đồ bừa bãi tứ tung như chỗ không người. Tất cả các cuộc đảo chính của các tướng tá Cần Lao tín hữu Thiên Chúa tại Sài Gòn đều thất bại vì tòa đại sứ Mỹ tại Sài Gòn không chấp nhận trước các hiện tượng biểu tình bừa bãi không chính đáng của người Kitô giáo Việt Nam nói chung. Tướng tá Cần Lao nói riêng đã làm cho các tình báo Syria và nhân viên tòa đại sứ Mỹ chán ghét trước những vụ thay đổi chính quyền âm mưu đảo chính liên tiếp năm 1964, năm 1965. Nên ông Stanley Kamau gọi đó là một tội lỗi căn bản. Đến ngày 21 tháng 12 năm 1964, Tây Lo yêu cầu Nguyễn Khánh và các tướng trẻ đến gặp ông ở tòa đại sứ. Chỉ có 4 tướng đến dự là Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Chánh Thi và Lê Nguyên Khang. Tây Lo nói: các ông có hiểu tiếng Anh không? Sau khi nhóm Việt Nam cho biết là họ hiểu, Tây Lo nói tiếp: trong bữa ăn ở nhà tướng Westmoreland, tôi đã nói rõ cho tất cả các ông biết rằng người Mỹ chúng tôi đã chán ngấy những vụ đảo chính. Dường như tôi đã phí lời, có lẽ tiếng Pháp của tôi không được rành, vì rõ ràng các ông đã không hiểu. Tôi đã nói rất rõ tất cả những kế hoạch quân sự mà tôi biết các ông muốn thi hành. Điều này tùy thuộc vào sự ổn định của chính quyền. Bây giờ thì các ông đã làm nát bét hết, chúng tôi không thể cưu mang các ông mãi.
nếu các ông cứ làm những chuyện như thế này. Ai là người nói thay cho cả nhóm? Các ông có người phát ngôn không? Việt Nam năm 1945, năm 1995, trang 326, giáo sư Lê Xuân Khoa. Các cấp lãnh đạo chính phủ trung ương Hoa Kỳ ở Washington DC không thể im lặng trước nhiều vụ đảo chính bất hợp pháp sau Hội đồng Quân dân Cách mạng Dương Văn Minh. Họ đem lời chỉ trích các tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa chỉ quan tâm đến việc tranh chấp quyền hành và bảo vệ quyền lợi cho phe nhóm hơn là do chiến đấu chống Cộng sản. Thật sự chỉ có những tướng cần lao Thiên Chúa mới tranh giành quyền hành bảo vệ phe nhóm họ, chứ các tướng lãnh theo đạo Phật, Nho giáo không ai có hành động tranh chấp, tranh giành chức quyền, ngay cả buôn lậu cũng không. Việt Nam năm 1945, năm 1995, trang 325, giáo sư Lê Xuân Khoa. Điều đáng nói đây, những cuộc đảo chánh gây rối loạn xã hội ở Việt Nam trong năm 1964 do các tướng tá Thiên Chúa trong quản lý Việt Nam Cộng Hòa và thường dân trong xóm đạo với nhau, vì nghĩ sai rằng anh em ông Diệm chết do các tướng lãnh Phật giáo đảo chánh, cho nên đảo chánh lại để trả thù. Nhưng tại sao họ cấu kết với tình báo Cộng sản Việt Nam, Phạm Ngọc Thảo làm đảo chánh? Chuyện cũ đã qua hơn nửa thế kỷ, nhưng người viết xin hỏi đồng bào Kitô giáo Việt Nam hải ngoại, còn nói rằng chư tăng Phật giáo Việt Nam trước năm 1975 theo Cộng sản Việt Nam nữa hay không? Hòa thượng Trí Quang và các giới chức Mỹ cũng thấy cần lao vùng dậy. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Mình sẽ làm tiếp tục phần này nha. Nó dài quá nó cũng mất hay.